Chị Bí Đỏ xin chào tất cả các em nha. Bây giờ thì chị và các em chúng ta sẽ cùng nhau trang điểm cho công chúa Elsa đi dự tiệc khiêu vũ nha. Rồi trước hết thì chúng ta sẽ chăm sóc da mặt cho Elsa, rửa sạch nào. Đắp mắt. Wow, spa toàn thân luôn. Rồi, tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ trang điểm cho Elsa nha. Đây là màu cho mi mắt nha. Rồi chị chọn màu này nha. Kế đến là chải mascara. Thì chị thường chọn cách chải mascara làm sao cho mắt to, tròn và long lanh hơn. Phần lên mắt. Wow, má hồng. Sông môi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ chọn kiểu tóc cho Elsa. Wow, kiểu tóc bới. Đây một kiểu tóc bới nữa. Kiểu tóc cột như thế này thì trông giống như công chúa tóc mây phải không nào? Rapunzel. Con này là Ariel phải không? Chúng ta chọn kiểu tóc bới này nhé. Trang phục. Để xem. Một chiếc váy như thế này thì trông như là chiếc váy cho nàng tiên cá. Còn cái này thì hơi giống phong cách của Anna. Chiếc váy ôm. Wow, một chiếc váy xòe rất là đẹp. Chọn một chiếc phương miện để làm điểm nhấn cho phần tóc. Trang sức hoa tai nè. Rồi dây chuyền. Còn gì nữa không nào? Một đôi giày thật là xinh đẹp. Bây giờ quý cùng nhau xem nha. Wow, đây là công chúa Elsa của chúng ta với kiểu tóc, trang phục và các phụ kiện cũng như là make up mà chúng ta vừa thực hiện. Các em thấy đêm nay trong buổi hội khiêu vũ công chúa Elsa có xinh đẹp không? Hãy cho chị biết ý kiến với nào. Mến chào tạm biệt tất cả các em, và các em có thể nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới để dễ dàng theo dõi những video tiếp theo của chị nha.